Phát huy vai trò của tổ chức đoàn trong thực hiện tham gia phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bến Tre, nhất là thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ quyết tâm bảo vệ vững chắc vùng xanh, khắc ghi lời Bác Hồ dạy thanh niên, phải không sợ khổ, không sợ khó, thực hiện đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên. Trong thời gian qua, tuổi trẻ Phú Long đã xung kích tình nguyện góp sức vào công cuộc xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Đặc biệt trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, đoàn viên thanh niên xã Phú Long đã tình nguyện tham gia các hoạt động, phần việc góp phần phòng chống dịch và cũng kịp thời triển khai các mô hình hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do dịch COVID-19. Xã đoàn thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện như đội hình shipper thanh niên xứ Dừa hỗ trợ người dân đi chợ, quan tâm đi chợ thay cho người già, người khuyết tật, nhà có trẻ nhỏ. Đội hình thanh niên xung kích tuyên truyền nhanh với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, tổ chức tuyên truyền những văn bản chỉ thị 16, tuyên truyền hành vi vi phạm và mức xử lý đối với công tác phòng chống dịch đến các tuyến đường, những nơi vùng sâu, hệ thống loa, đài truyền thanh chưa truyền tải đến. Thành lập đội hình hỗ trợ kiểm soát dịch tại 3 chốt trên địa bàn xã, góp phần cùng ấp quản lý, kiểm tra người ra vào địa phương, tránh tình trạng lây lan dịch bệnh, đội hình hỗ trợ truy vết các trường hợp F1, F2. Ngoài ra, đoàn viên của các địa phương còn tham gia vào lực lượng tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID để kiểm soát người và phương tiện vào địa bàn, góp phần giảm số ca nhiễm trong cộng đồng. Đồng thời, các cơ sở đoàn tiến hành đóng góp ngày công để làm các kính chống giọt bắn, vận động các nhà hảo tâm, nước sát khuẩn tay, khẩu trang y tế, v.v. để tặng cho lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch COVID-19. Tuổi trẻ xã Phú Long với tinh thần xung kích, luôn xông pha chống dịch trên khắp mọi nẻo đường, từ tiếng loa thanh niên trong công tác tuyên truyền đến việc đi chợ thay trong thời gian giãn cách, rồi giải cứu nông sản khi người dân khó khăn, rất nhiều việc với lòng tràn nhiệt huyết, tình yêu với quê hương, vượt lên ngàn gian khó vì vùng xanh tỉnh nhà. Tuổi trẻ xã Phú Long luôn sẵn sàng xung phong, cùng nhau giang tay rộng để cùng góp điểm xanh cho Việt Nam khỏe mạnh,